Hạnh vẫn còn ở công việc truyền thống thì giờ này là Hạnh đã tới tăng ba rồi các anh chị. Có nghĩa là hôm nay mình đã đi ăn uống với khoa phòng của mình rồi. Một cái ngày rất là đặc biệt dành cho những người làm trong cái lĩnh vực y tế cũng như là những bác sĩ cũng như là những dược sĩ. Ngày 27 tháng 2 rất là tuyệt vời, nhưng mà thật sự là cái ngày này mình không lựa chọn để chia sẻ các anh chị, sự ngẫu nhiên lắm. Tại vì cái sự sắp xếp lịch là thứ ba hàng tuần rồi, đúng tour của mình là mình chia sẻ. Đó thì nó cũng là một cái nhân duyên gì đó, và ngày hôm nay cũng có rất rất là nhiều điều đặc biệt, thì chúng ta cứ ở đến cuối chương trình nha các anh chị. Hôm nay Hạnh không đi tăng ba nhưng mà Hạnh ở đây để gọi là khởi thác ước mơ ở trong lòng một ai đó các anh chị. Và như vậy thì làm cho Hạnh là cảm thấy là hạnh phúc hơn rất là nhiều, bởi vì mình cảm thấy cái ngày của mình á thật sự rất rất là ý nghĩa các anh chị. Có phải rằng là chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái cuộc sống của mình á, mình cũng đâu đó từ cái thời trẻ mình cũng có là rất là nhiều những cái ước mơ, sau này khi mà mình lớn lên, mình đi làm, mình thực hiện điều này thực hiện điều kia, đúng không các anh chị? Đúng không ạ? Và có bao giờ mình tự đặt một cái câu hỏi á, là mình sinh ra để làm gì, sứ mệnh mình đến với cuộc đời này như thế nào không? Có bao giờ mình đặt ra câu hỏi như thế không các anh chị? Đó. Hay là rất là tuyệt vời, một bạn trẻ đã tự đặt được những cái câu hỏi trong cuộc đời, và bản thân Hạnh đó các anh chị, đến năm 35 tuổi lúc đó Hạnh mới gọi là bị sực tỉnh giấc mộng á, đời không như là mơ. Và lúc đó mình thấy mọi ước mơ của mình chưa thực hiện được điều gì cả các anh chị, thật sự là như vậy các anh chị. Và ngày hôm nay á, thì Hạnh cũng mong muốn rằng thông qua những cái trải nghiệm của mình, thì mình sẽ khơi dậy trong lòng các anh chị để chúng ta tiếp tục có thể là xây dựng cho mình những cái mục tiêu, những cái kế hoạch trong cuộc đời, chỉ thông qua những cái ước mơ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, cho nên là hãy cho nó là thật là rực rỡ, chứ không phải là sau đó chúng ta đến với thế giới này và tan biến như là bong bóng xà phòng hay là một cái hạt cát trên sa mạc, thì điều đó thật là uổng phí, đúng không các anh chị? Và Hạnh xin mượn slide để chia sẻ cho cái nội dung tối nay ạ. Rồi, chủ đề hôm nay chính là đêm ước mơ ha. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra, bạn ước mơ gì trong cuộc sống? Bây giờ có anh chị nào đã từng có những cái ước mơ gì nào? Mình có thể giao lưu với nhau một tí được không các anh chị? Những anh chị mới nè, mình có những ước mơ gì ạ? Dạ sao anh? Ước mơ gì anh? À, trở thành nhà thơ hả? Thơ thơ trong đây nè, kiểu gì cuối chương trình mời anh lên làm thơ nha các anh chị. Rồi, rồi có ai có những ước mơ gì không? Ví dụ là bạn trẻ này, bạn Trúc nè. Ô tuyệt vời, chúc mừng bạn trẻ. Đây chính là ước mơ của Hạnh thời trẻ đó các anh chị. Và khi mà Hạnh mà bắt đầu vào cái con đường kinh doanh này, chính là một cái người tiến trên của Hạnh đã hỏi đúng vào, kích phát vào đúng ước mơ của Hạnh. Ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của em là gì? Và Hạnh trả lời ngay là em muốn đi du lịch. Và anh đặt ngược lại câu hỏi, và thế là năm nay 35 tuổi em đã đi du lịch được bao nhiêu nước trên thế giới rồi. Đó, cho nên là khi mà ước mơ là ước mơ, nhưng làm sao để hiện thực hóa nó thì lại là cả một cái hành trình các anh chị ha. Có phải rằng là trong cuộc sống chúng ta muốn có thời gian, đúng không ạ? Có bao nhiêu anh chị là muốn mình có thật là nhiều thời gian cho gia đình? Hình như là ai cũng muốn hết. Và ai đã thực hiện được là đại gia về thời gian các anh chị? Có thể đi chơi tắt điện thoại một tháng, không lo sợ công việc gì hết. Đang trên hành trình các anh chị ha. Chưa chứ không phải là không thể thực hiện được, đúng không ạ? Có gia đình hạnh phúc, điều này ai cũng mong muốn, đúng không ạ? Có sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả. Tự do về tài chính, ai và được đi du lịch khắp nơi trên thế giới, và mình có một cuộc sống trọn vẹn các anh chị.
Thật sự là mình phải có một cái cuộc sống thật ý nghĩa kìa, chứ không phải là gọi là sống qua ngày mà chờ qua đời, đúng không các anh chị? Mình sống làm sao mà khi mà mình không còn ở trên cõi đời này nữa thì con cháu những cái người thân của mình vẫn còn nhớ về mình như một cái điều gì đó rất là đáng trân trọng các anh chị. Hãy để cho cái cuộc sống của mình thật sự trọn vẹn các anh chị ha, và rất rất là nhiều nhiều những cái ước mơ khác trong cuộc sống. Và cái ước mơ của anh thì đơn giản lắm các anh chị, đơn giản như vậy thôi. Vì là bạn đi ra ngoài kiếm tiền để cuối cùng về là mình chỉ mong muốn cho mình có một cái tổ ấm, một cái gia đình hạnh phúc, đúng không các anh chị? Nếu như mà mình thật sự thành công bên ngoài xã hội mà khi mình quay về nhà mà không được ấm êm thì cái sự thành công đó sẽ không trọn vẹn các anh chị ạ. Và Hạnh mong muốn rằng gia đình nhỏ cũng như gia đình lớn của mình luôn luôn là được vui vẻ, luôn luôn là được hạnh phúc và bình an mỗi ngày các anh chị. Và Hạnh biết chắc chắn rằng là những cái bậc làm cha làm mẹ thật sự đôi lúc họ cũng chẳng cần gì tiền của mình đâu các anh chị, nhưng mà sao họ nhìn thấy cái sự trưởng thành của mình, thấy mình nên người, thấy con cháu mình có cái cuộc sống tốt thì họ yên lòng. Và cái sự báo hiếu chính là ở chỗ đó các anh chị. Và chúng ta đã thật sự báo hiếu cho cha mẹ của mình được hay chưa? Được chưa các anh chị? Đó, cho nên là đôi lúc ông bà ta hay nói là phú quý sinh lễ nghĩa, đôi lúc cũng có những cái đúng, đúng không các anh chị? Bởi vì cái cuộc sống mưu sinh á, chính bản thân mình lo cho gia đình mình đôi lúc nó cũng chưa tròn đầy, thì làm sao để mà mình có thể nghĩ đến những cái điều xa hơn, ví dụ như là dẫn ba mẹ đi du lịch đâu đó, ví dụ như là đem những cái dinh dưỡng thật là tốt về cho ba mẹ, những cái gì ngon nhất tốt nhất muốn cho ba mẹ khi mà cuộc sống mình chưa no đủ các anh chị. Đó thì đó là những cái điều mà trăn trở trong cuộc đời, cho nên Hạnh nghĩ rằng là ước mơ của Hạnh đó sẽ chạm vào ước mơ của rất nhiều những cô chú anh chị ở đây, đúng không cả nhà? Và chúng ta sẽ thấy rằng là thế giới sẽ trở nên vĩ đại nhờ có ước mơ các anh chị. Có phải rằng chúng ta thấy ngày xưa mà nói mà nếu mà bay lên trên không trung á thì là một cái điều hoàn toàn là không thể, đúng không ạ? Nhưng mà ngày nay á, các nhà khoa học đã làm được chưa các anh chị? Đã làm được rồi, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta đứng ở đây nè, mà cắt một vòng trái đất ở bên Mỹ, mình vẫn có thể nói chuyện điện thoại được, thì cái chuyện ngày xưa là cái chuyện không thể tưởng rồi. Hoặc là có ống đèn nè, ngày xưa còn xài đèn đom đóm, đúng không ạ? Đó, và những cái phát minh có nghĩa là sao, xuất phát từ ước mơ của các nhà khoa học các anh chị, thì cũng chính là sao, cho nên là thế giới trở nên vĩ đại là nhờ có ước mơ. Ước mơ thì không đánh thuế mà tội gì chúng ta không ước mơ, và đã ước mơ thì ước mơ cho thật là lớn nha cô chú anh chị. Ước mơ lớn sẽ làm lớn các anh chị, đừng ước mơ nhỏ các anh chị ha. Và chúng ta sẽ thấy cái sự mà thể hiện được những cái ước mơ đó thông qua cái chúng ta có thể học tập từ ngày Rich và ngày Jay, chính là hai nhà đồng sáng lập công ty Amway các anh chị ha. Chúng ta thấy rằng là cái thành công của ngày Rich và ngày Jay chính là nhờ cái ước mơ từ thời trẻ các anh chị, từ những cái chàng thanh niên thời trẻ, họ có những cái khát khao và họ có những cái ước mơ bay cao bay xa hơn rất là nhiều các anh chị. Và đúng với lại nghĩa đen luôn, đúng với nghĩa đen là bay cao bay xa luôn các anh chị. Là mặc dù là Rich và Jay là đều không có biết lái máy bay các anh chị, nhưng mà họ đã vận hành dịch vụ hàng không vào năm 1945. Các anh chị thấy ghê không ạ? À? Thấy cái sự dũng cảm và cái ước mơ họ quá là lớn các anh chị ha. Và đó chính là một trong những cái công việc kinh doanh đầu tiên của họ. Và khi mà mở cái vận hành dịch vụ hàng không này thì có cả cái dịch vụ mà phục vụ ăn uống ở đây luôn các anh chị, coi lên nhà hàng nữa. Cho nên là những cái chàng trai trẻ với những cái tinh thần, với những cái sự khởi nghiệp để mà sáng lập á, rất là lớn các anh chị ha. Thì thực tế là cũng xuất phát từ ước mơ thôi. Và cái thành tựu ngày hôm nay thì chúng ta thấy là rõ ràng là hoàn toàn xứng đáng, đúng không các anh chị? Và để mà họ có cái công ty Amway mà đi qua 100 mấy chục quốc gia và các vùng lãnh thổ và luôn đứng những cái top đầu thế giới như vậy á, thì không không dễ dàng các anh chị. Họ đã trải qua rất là nhiều những cái gian nan và rất là nhiều những thử thách, và có những cái đất nước mà khi họ đến, khi mà đặt nhà máy ở đó các anh chị, thì á vì những cái sự cố gì đó thì cái nhà máy cháy các anh chị. Và
những cái ban lãnh đạo của công ty Amway á thì quyết định là cứu toàn bộ người ở trong nhà máy ra, và chỉ lấy một cái ổ cứng USB là chứa toàn bộ dữ liệu của nhà phân phối tại đất nước đó các anh chị, và hàng hóa tất cả mọi thứ là cho cháy sạch, chỉ có cứu người thôi. Bởi vì sao? Còn người thì còn tiếp tục làm được. Và họ lấy cái ổ cứng USB ra, mục đích là để xem cái bảng chi hoa hồng hàng tháng của những nhà phân phối tại đất nước đó, để trong vòng 2 năm khôi phục nhà máy, họ vẫn trả lương đúng với cái mức thành tích mà họ đạt được tại thời điểm đó cho tất cả các nhà phân phối đó đó các anh chị. Các anh chị thấy công ty quá uy tín không ạ? Và khi mà đi qua thị trường Hồng Kông và qua một số đất nước, ví dụ như là Trung Quốc chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc là họ chỉ là xài hàng của họ thôi, và chúng ta thấy rõ ràng những cái phương thuốc mà của Trung Quốc mà gia truyền á, thì rất là khó gọi là bị thất truyền ra bên ngoài đúng không anh chị? Tức là họ sẽ giữ luôn tới đời con đời cháu lưu truyền và không có đưa ra ngoài cho ai hết, và sống để bụng chết mang theo thôi. Cho nên chúng ta nghĩ để mà du nhập một cái phương thức kinh doanh mới qua bên đất nước Trung Quốc thấy khó khăn không các anh chị? Khó khăn hơn rất là nhiều so với lại tại thị trường tại Việt Nam, nhưng mà vẫn đứng vững. Hoặc là đi qua một số thị trường các đất nước, ví dụ như là Hồng Kông chẳng hạn, thì tại đất nước đó luôn luôn là bị thua lỗ các anh chị. Và cái người ở đó người ta hỏi là khi nào thì các ông rút khỏi đất nước này, thì ngài Rich và ngài Jay mới nói rằng là khi mà còn một nhà phân phối thì chúng tôi sẽ làm cho đến khi nào thành công thì thôi các anh chị. Các anh chị thấy tuyệt vời mà. Và nhìn lại Amway Việt Nam 15 năm qua, chúng ta thấy rằng là tại thị trường Việt Nam Amway chưa có một đồng lời nào các anh chị. Bởi vì xây dựng tính ra là nhà máy ở đây và biết bao nhiêu những trung tâm center trên 63 tỉnh thành là đã có rất là nhiều rồi các anh chị. Nên gần như 15 năm là để xây dựng và chưa có một lợi nhuận nào tại thị trường Việt Nam. Và chỉ lấy lợi nhuận từ một số đất nước khác để bù qua tại thị trường Việt Nam. Nhưng chắc chắn thị trường Việt Nam sắp tới đây sẽ rất là bùng nổ và rất là phát triển. Và thời điểm này thầy của Hạnh nói 100 năm chỉ quay lại một lần thôi. Cho nên là chúng ta hãy nắm bắt gọi là cái thời kỳ hoàng kim nhất, rực rỡ nhất để làm cho đến thành công thì thôi được không anh chị? Anh chị còn nhận ra ai đâu mà ngài Carabot các anh chị ha, và cái viên vitamin khoáng chất đầu tiên trên thế giới chính là qua cái bộ óc vĩ đại của ngài Carabot các anh chị ha. Thì cái câu chuyện của ngài cũng ly kỳ lắm, thì chúng ta sẽ được nghe vào những cái nội dung chia sẻ những lần sau các anh chị. Nhưng mà Hạnh cũng chỉ nói sơ thôi, cái viên vitamin khoáng chất đầu tiên trên thế giới là từ năm 1934, chính là nhờ ngài Carabot này các anh chị. Và chính vì là ông là cái người đầu tiên nghĩ ra cái phương thức kinh doanh đa cấp các anh chị, làm cách nào để cho cái viên vitamin đó đến rất là nhiều người trên thế giới, thì chỉ có sao cái phương thức truyền thông các anh chị. Giống như bây giờ Hạnh đứng đây Hạnh nói chuyện với một cái bệnh nhân ung thư, có nhiều khi họ không tin, nhưng mà họ sẽ tin cái bệnh nhân ung thư, ví dụ như cô Lành sẽ là một cái nhân chứng sống, thì họ sẽ tin cô Lành hơn là tin vai trò của con. Có nghĩa là sao? Con người mình là dễ bị tác động bởi những cái thói quen văn hóa truyền miệng đó các anh chị. Chính từ những cái ý tưởng đó, và ông nghĩ rằng mình chỉ có cái phương thức là kinh doanh là trực tiếp giữa người với người, là đây gọi là phương thức kinh doanh đa cấp các anh chị ha. Đầu tiên cũng xuất phát từ ý tưởng của ngài Carabot các anh chị. Chính nhờ cái ý tưởng đó thì dần dần và cho đến năm 1959 khi gặp Rich và Jay ha, thì sáp nhập lại và thành lập là công ty Amway các anh chị. Và cái phương thức kinh doanh đó là trên thế giới á, có nghĩa là cái hình thức kinh doanh đa cấp rất được trân trọng các anh chị. Và tại Việt Nam mình á, vì nhiều cái lý do các anh chị ha, và có thể là mình chưa gọi là chưa mở lòng á, chưa mở lòng đón nhận, cho nên là chúng ta còn nhiều những cái e ngại. Nhưng mà chắc chắn đó sẽ là xu thế của mọi thời đại, vì là thị trường các nước đã đi thành công rất là lớn rồi, rực rỡ đã 90 năm qua rồi. Tại Việt Nam thì chỉ mới 15 năm thôi, cho nên là chúng ta bắt đầu ngay từ bây giờ thì vẫn còn kịp các anh chị. Và chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả những cái thành công đều xuất phát từ những cái ước mơ là có thật các anh chị ha. Chúng ta biết ông Sander đúng không chị?
Đúng mà. Cái này là cái người này là cha đẻ của gà rán KFC. Và cái cuộc đời của ông cũng trải qua rất là nhiều những cái bi kịch các anh chị ha. Khi mà ông 6 tuổi thì cha mất. Và sau đó thì ông phải phụ mẹ nuôi hai em. Cho đến năm 12 tuổi là ông đã gọi là rất là thuần thục các cái công việc về bếp núc rồi. Bởi vì nuôi thì một đất mà nuôi hai đứa em nhỏ mà. Nhưng mà ông có những cái mối quan hệ không tốt lắm với cha dượng. Và sau đó là ông đã rời khỏi nhà và đi làm cái công việc ở cách nhà mình là hơn 1.300 km. Và ông thấy rằng là cái việc học tập á, sẽ không có giúp cho mình nhiều trong cái việc kiếm tiền. Cho nên là vì cái sự lăn lộn ra đời sớm á, cho nên là sau đó ông quyết định nghỉ học và đi ra đời. Và ông á, cũng gặp rất rất nhiều những thất bại, rất rất là nhiều những lần bị là đuổi việc. Và năm 19 tuổi thì ông kết hôn và có một con trai, thì tưởng là cuộc sống như vậy là cũng hạnh phúc, nhưng mà một năm sau thì biết vì lý do gì thì vợ lại đệ đơn ly hôn và giành quyền nuôi con. Và đến năm 45 tuổi thì con trai ông mất anh chị, và rất là nhiều những cú sốc khác trong cuộc đời nữa. Thì lúc đó thì ông cũng có một cái mình thấy rằng trong cái đau khổ đó các anh chị, đôi lúc cũng chính nhờ những cái bi kịch, những cái đau khổ đã làm nên tên tuổi của ông gà rán KFC. Chúng ta có nghĩ vậy không các anh chị? Bởi vì nếu như mà ông sinh trưởng trong một cái gia đình quá đầy đủ đi thì chưa chắc cái tài nghệ nấu ăn của ông đã giỏi, đúng không ạ? Cho nên ông bấu víu vào cái tài nghệ đó của mình và ông tiếp tục là mở ra những cái nước sốt chấm gà rán ở tại cái thời năm ông 45 tuổi. Nhưng mà sau đó khi mà suy thoái kinh tế và vì một số yếu tố lý do khác nữa thì ông lại bán cái thương hiệu đó của mình và ông phải nhận tiền trợ cấp của chính phủ. Và ông cảm thấy là rất là đau khổ và cảm thấy rất là nhục nhã vì là bây giờ là mình phải nhận từ tiền của chính phủ vì mình không có tự mà tạo ra được đồng tiền. Và nhiều những cái biến cố khác thì khiến cho ông có ý định tự tử. Và khi ông ngồi dưới một cái gốc cây á, ông cầm cây viết lên và dự định là sẽ viết di chúc á, thì ông lại viết ra những cái điều mà mình đã làm được. Và ông lại lấy thêm một suy nghĩ mình sẽ tiếp tục khởi nghiệp, tiếp tục ở tuổi 65 cũng bằng cái món gà rán. Và anh chị biết không ạ? Không bao giờ là quá muộn. Ở đây chưa có ai, ở đây chỉ ngoại trừ cô Lành thôi ha, chứ cũng chưa có ai mà đến tuổi như ông, cho nên tất cả chúng ta đều còn rất là trẻ, rất là trẻ để gọi là khởi nghiệp kinh doanh. Bởi vì sao ạ? Ông á, bị 1.009 lần từ chối các anh chị khi ông bắt đầu khởi nghiệp đó các anh chị. Thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay đâu đó mình đi làm thị trường, mình đi ra bên ngoài và bị hai đến ba người gì đó từ chối, cái về nhà là nằm là thấy buồn rồi, tụt năng lượng rồi, đúng không? Và người ta 65 tuổi bị chừng này lần từ chối đâu có sao đâu, vẫn thành công được mà. Cho nên là kinh doanh này trên sự từ chối, trên sự từ chối là bình thường, đúng không ạ? Hồi đó đến giờ đừng có nói là 1.009, nhưng mà hỏi các anh chị có ai 100 lần đi, 100 lần bây giờ ai 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 đạt 100 lần, mấy lãnh đạo lâu năm được 100 lần chưa? Đó, bị từ chối. Nên là mình chưa là gì cả các anh chị, không sao cả, cứ tiếp tục nỗ lực ha. Và với cái tinh thần đó, cái món sốt gà rán đó của ông á, chỉ bán bản quyền thời điểm đó với giá 5 xu thôi các anh chị. Nhưng mà ngày hôm nay ha, đó là gọi là một cái cơ hội kinh doanh cực kỳ lớn. Nếu như mà mình vô trong cái cửa hàng, mở một cái cửa hàng gà rán KFC thì gọi là ký quỹ dự quyền đúng không ạ? Là biết bao nhiêu không các anh chị? 10 tỷ. Tức là mình vô đó là mình chỉ cần là vào đó làm thôi, và tất cả những công thức, tất cả những cái gì là họ đưa cho mình hết. Đó các anh chị, cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là gọi là đặt đúng vị trí ha các anh chị ha, thì cái giá trị là được nâng tầm lên rất là nhiều. Và ngày hôm nay ông đã có 19.000 cửa hàng trên khắp các nước, trên 118 quốc gia, và ông đã trở thành là triệu phú đô la các anh chị, ở một cái tuổi rất là lớn các anh chị ha. Thì có nghĩa là cho chúng ta thấy rằng là chỉ cần có ước mơ các anh chị, chỉ cần có ước mơ thì sẽ trở thành hiện thực ha. Vì chúng ta sẽ có những cái mục tiêu để mà chúng ta hoàn thành cái ước mơ đó. Nãy giờ thì chúng ta đang đi nói chuyện thế giới các anh chị. Rồi bây giờ mình đi về thực tế nè. Có phải là cái cán cân thu nhập á, với những cái ước mơ trong cuộc đời của mình á, có phải là hiện tại nó đang bị chông chênh không các anh chị? Nó có nghĩa là ai cũng muốn có một cuộc sống là tự do, là hạnh phúc, ở nhà đẹp, đi siêu xe, ai cũng muốn như vậy đúng không ạ? Tuy nhiên á, là cái thu nhập của mình á,
thì nó sẽ mất cân đối so với cái ước mơ của mình. Và như vậy á thì chúng ta sẽ có một hai phương pháp. Phương pháp một á là chúng ta hạ cái ước mơ mình xuống, hạ cái ước mơ mình xuống để cân bằng với lại cái thu nhập. Có ai muốn hạ ước mơ? Rồi, phương pháp thứ hai là chúng ta sẽ tăng thu nhập lên, tăng thu nhập để có thể thực hiện hóa ước mơ của mình. Và như vậy thì thông qua hai cái phương pháp đó thì ai chọn hai? Ai chọn hai? Tăng thu nhập để thực hiện ước mơ. Hình như là ai cũng chọn hai ha, còn anh thì sao? Muốn hạ ước mơ xuống thì sao mà đang ngơ ngơ ngẩn vậy? Chọn hai cái luôn hả? Này khó nha. Tất nhiên là chúng ta đều muốn tăng thu nhập đúng không ạ? Và như vậy á thì tại sao phải làm Amway các anh chị? Thực tế thì á bên ngoài kia cũng có rất là nhiều những công việc tốt, chứ không chỉ là riêng là Amway tốt. Amway không phải là nơi duy nhất để thực hiện ước mơ, nhưng mà nơi có thể biến ước mơ của bạn trở thành hiện thực. Bởi vì nếu như mà xã hội này ai cũng làm Amway hết thì con chúng ta đi học ai dạy đây? Ai bán đồ ăn ở ở chợ cho chúng ta mua? Và ai làm y tế nữa cho chúng ta tới bệnh viện, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta biết đến Amway á, ngoài cái việc mà chúng ta có duyên thì á Hạnh nó còn suy nghĩ rằng chúng ta còn có phước nữa các anh chị. Vừa có duyên mà vừa có phước nữa thì á mới biết được đến cái cơ hội kinh doanh Amway này. Bởi vì thông qua Amway các anh chị, thành công của Amway là thành công toàn diện. Bởi vì chúng ta thành công ở bên ngoài á, chúng ta có thời gian thì chúng ta lại lại không có sức khỏe. Có sức khỏe thì lại không có thời gian, và nó sẽ bị coi như là mất cân đối các anh chị. Cho nên là cái thành công của anh quay là thành công, là thành công được trọn vẹn hết các anh chị ha. Và chính vì vậy á, khi á mà được một người đồng nghiệp tuyến trên chia sẻ với Hạnh về cơ hội kinh doanh năm quay các anh chị, năm đó là năm 2019, lúc đó Hạnh vẫn đang làm ở bệnh viện Bình Thuận các anh chị. Và sau khi đọc và tìm hiểu một số sách, nhất là Dạy con làm giàu của Robert Kiyosaki tập số 11, thì trong đó có nói rằng nếu như mà bạn muốn khởi nghiệp kinh doanh thì bạn hãy xem rằng là cái công ty đó nó có xây dựng cơ sở vật chất tại đất nước sở tại tại đất nước bạn đang ở hay không. Các anh chị thì Hạnh đọc được cái câu nói đó, và sau khi học được cái bộ Kim Tứ Đồ thì mình thấy rằng là mình có cống hiến nỗ lực, có làm cỡ nào bây giờ mình đã là phó khoa rồi, mình sẽ lên trưởng khoa và những cái vị trí khác thì mình cũng chỉ đi làm thuê cho ông chủ mà thôi, và mình vẫn ở cái góc phần tư mà của người nghèo. Nhưng mà tại vì trong lòng mình có ước mơ mà, cho nên là mình muốn mình phải giàu có, phải có sức khỏe, phải có thật nhiều tiền các anh chị. Bởi vì á mình như vậy cho nên là mình dám bước ra khỏi vùng an toàn các anh chị. Và sau khi đọc được bộ sách đó thì Hạnh đã quyết định là nộp một cái đơn xin nghỉ việc ở bệnh viện và nam tiến vào Sài Gòn. Bởi vì như bạn Thủy nói, cái thị trường Bình Thuận rất là khó làm, và các anh chị mà làm được là mình thật sự ngưỡng mộ. Bởi vì sao? Sài Gòn là trung tâm, các anh chị làm ở đây á gọi là rất là thuận lợi, mọi mọi thứ ở đây đều có hết. Còn nếu như mà ở tại tỉnh mà chúng ta dẫn một đối tác để tìm hiểu Amway và cho họ hiểu được á thì rất là khó khăn các anh chị. Nên đây á là một cái thị trường tốt và Hạnh quyết định nam tiến vào Sài Gòn. Và cái việc đầu tiên á mà Hạnh tới là Hạnh tới tham quan nhà máy Amway. Lúc này là ở V-Ship 2 Bình Dương các anh chị ha. Thì Hạnh được là lãnh đạo Lê Anh Xuân dẫn mình đi xuống nhà máy và mình tham quan nhà máy các anh chị tại V-Ship 2 Bình Dương. Cái chị Phương này là một nhà phân phối đầu tiên mình làm tại thị trường Bình Chánh các anh chị. Mặc dù á là chị này hiện tại không còn làm Amway nữa, nhưng mà thông qua cái chị này thì ngày hôm nay mình đã có một cái hệ thống Bình Chánh như thế này ở đây các anh chị, rất là tuyệt vời. Thì khi mà đi tham quan nhà máy các anh chị biết không, đây là cái hồ hồ nuôi cá này các anh chị, nhưng mà cái nước thải từ cái nước Bistrop các anh chị ha, thải ra đây thì nuôi cá, cá sống được các anh chị. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và khi mà đi tham quan vào trong nhà máy, mình rất là nhiều những cái ngạc nhiên ở trong đó, và mình thấy các cái quy trình á, quy trình rất là khoa học, rất là trật tự các anh chị ha. Và mình á cảm thấy rằng là bây giờ mình chỉ đặt lại một câu hỏi là mình đã đủ tốt chưa để làm Amway thôi, chứ không phải là Amway có đáng để tôi làm hay không. Lúc đó Hạnh đã trả lời được cái câu hỏi ở trong lòng mình luôn rồi các anh chị.
khi mà mình đi tham quan. Thì sau đó khi mình về á, mình cũng có nhiều những cái trăn trở, giống như mình thấy rằng là hàng ngày có phải là chúng ta phải xài này kem đánh răng, dầu gội, giặt đồ, rửa chén, rồi hoặc là mỹ phẩm, máy lọc nước, máy lọc không khí, tất tần tật những cái nhu cầu này mình đều phải xài đúng không các anh chị? Có nhà ai mà không không xài, ăn cơm xong không đánh răng không, rồi không rửa chén không, đúng không ạ? Chẳng qua là mình thay cái tiêu dùng thôi, thay cái tiêu thùng dùng gia đình của mình thôi chứ không có gì cả, đúng không? Nếu mà mình không xài của ăn quay thì mình vẫn đang xài ở ngoài chợ, ngoài siêu thị, ngoài tạp hóa mà, đúng không ạ? Và như vậy á thì chúng ta chỉ cần sao ạ, chỉ cần là chuyển từ tiêu dùng thông thường sang tiêu dùng thông minh, chỉ cần đơn giản như vậy thôi các anh chị. Bởi vì bình thường chúng ta thấy có phải là mình mua hàng là mình phải qua những cái trang, ví dụ như là Lazada, Kitty, Shopee và một số cái trang khác để mua, hoặc là mình vào siêu thị, vào Bách Hóa, đúng không các anh chị? Đó, nhưng mà ngày hôm nay á, thông qua một chiếc điện thoại thôi các anh chị ha, thì á, chúng ta có thể là sở hữu một cái trang thương mại điện tử cá nhân gói gọn trong bàn tay của mình, trong một cái điện thoại thôi các anh chị. Tại vì sao? Thật sự á, ví dụ như khi Hạnh mua hàng ở trên đây, Hạnh sẽ không biết cái giá cả của nó là đã thật sự đúng hay chưa, hay là cái chất lượng sản phẩm là đã đúng hay chưa, mình không kiểm soát được. Và đặc biệt nếu như mà mình là một người có tư duy kinh doanh á, mình muốn mở một cái trang thương mại điện tử giống như thế này thì cực kỳ là khó, bởi vì bản thân Hạnh sẽ không làm nổi. Nhưng mà ngày hôm nay chỉ cần là hợp tác kinh doanh với em Quang thì á, tất cả là đã có sẵn hết trơn rồi. À, và mình đã có một cái trang thương mại giống như là những cái trang Lazada, Kitty, Shopee này các anh chị. Thì Hạnh thấy là rất là tuyệt vời các anh chị ha. Và chúng ta sẽ thấy rằng là cái ngành kinh doanh là chủ nhất, thì ai sở hữu mạng lưới hệ thống thì người đó sẽ có tài sản các anh chị. Bởi vì là ngày hôm nay nếu mà chúng ta sở hữu một cái mảnh đất trên không á, thì người ta sẽ nói rằng là cá lớn nuốt cá bé, đúng không ạ? Và thị trường bất động sản thì chúng ta thấy là ngày đúng là thời điểm này là bất động, đúng là bất động luôn các anh chị. Nhưng nếu song song ở thời điểm đó chúng ta sở hữu một cái mạng lưới trên không thì á, có cái người nào lớn mà nuốt người bé không, hay là người nhanh nuốt người chậm, đúng không? Ai nhanh tay hơn mà thôi. Giống như hồi nãy bạn Thủy chia sẻ, cái người bạn đại học của bạn Thủy làm bảo hiểm nhưng mà bạn Thủy không bảo trợ, thì ngày hôm nay anh Trường đã tới và cái mảnh đất nó đã thuộc về anh Trường mất rồi, đúng không ạ? Cho nên là mới nói rằng là khoanh đất cắm sào mà ai đến nhanh thôi, ai nhanh thì được thôi, đúng không các anh chị? Đó. À, và chúng ta sẽ thấy rằng là tích tắc trong vòng một nốt nhạc, trong vòng 1 đến 2 phút thôi thì chúng ta có thể là mở mã thẻ và người đó đã được sở hữu cái, mình đã được sở hữu cái hệ thống nhân tài đó trong cái hệ thống của mình rồi các anh chị. Và chúng ta sẽ thấy rằng là tại sao những cái người mà làm dạng chuỗi thì họ có thể tạo nên những cái kỳ kinh doanh chúng ta thấy như là McDonald's nè, 7-Eleven, hay là Pepsi, hay là Bách Hóa Xanh, hay là KFC các anh chị. Thì chúng ta hãy tưởng tượng nha, mình sau này cũng là những cái chủ doanh nghiệp như thế này để các anh chị, bản thân mình cũng sẽ là những chủ doanh nghiệp độc lập giống như là Pepsi, giống như là KFC các anh chị ha. Chúng ta hãy làm một bài toán thử nha, như là McDonald's chẳng hạn. Ví dụ như người ta bán 1.5 USD một cái nhân cho 35.000 người thôi các anh chị, thì một ngày là họ đã có 52.000 USD rồi. Như vậy thì chúng ta thấy nếu 30 ngày á thì họ đã có 1.575.000 USD trên một tháng rồi các anh chị. Một con số lợi nhuận rất khổng lồ các anh chị ha. Và như vậy quay trở về bài toán của chúng ta, có phải rằng là chúng ta sẽ thấy rằng là cái thị trường lớn thì sẽ không phải là sản phẩm thị trường giá cao, mà là những cái thị trường á, mà những cái sản phẩm mà có cái thị trường lớn các anh chị. Ví dụ như chúng ta mua bán xe ô tô thì một tháng có bao nhiêu người mua, đúng không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta bán nước rửa chén, nước lau nhà, nước giặt đồ, kem đánh răng thì á, mỗi ngày đều có người xài. Gia đình họ bấy nhiêu người là bấy nhiêu người xài, dòng tộc họ hàng của họ là bấy nhiêu người xài các anh chị. Thì chúng ta sẽ thấy đó là một cái kinh doanh rất là lớn. Và chúng ta sẽ thấy là dân số Việt Nam 92 triệu, 99 triệu dân, nhân cho 1.000 cái kem đánh răng thôi thì chúng ta sẽ có 92 tỷ. Hay ghê chưa các anh chị, tiền tỷ tỷ rồi đó các anh chị ha. Kinh doanh ngàn tỷ thì chúng ta thấy rằng là một cái kinh doanh thị trường rất là lớn và quy mô cực kỳ lớn. Bởi vì sao? Khi chúng ta chưa hiểu, chúng ta nghĩ là Amway chỉ là mua bán, chỉ là những cái sản phẩm rất là bình thường, không đẳng cấp các anh chị.
Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu càng sâu thì mình thấy rằng là đây là một cái kinh doanh là siêu khổng lồ các anh chị, nhưng lại bắt đầu từ những điều nhỏ. Một cái điều đặc biệt khác với tất cả những kinh doanh bên ngoài, nếu như mà kinh doanh bên ngoài chúng ta mà làm lớn các anh chị, chúng ta phải bỏ vốn đầu tư rất là lớn đúng không các anh chị, phải thuê mướn mặt bằng, phải thuê mướn nhân công, phải có kiến thức. Nhưng với kinh doanh năm quay các anh chị ha, bắt đầu từ những điều nhỏ thôi, chúng ta có thể là đi chia sẻ với rất là nhiều người. Đây là một cái hình thức chia sẻ trực tiếp ha, giữa người với người, hoặc là cái bữa ăn kết nối bằng nồi Queen, hoặc là những cái buổi học tập. Tức là chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái điều rất là nhỏ hàng ngày thôi các anh chị. Bởi vì là chúng ta sẽ thấy là thành công không phải là chúng ta đi nhanh, mà chúng ta cứ làm liên tục không ngừng nghỉ thôi các anh chị. Cứ có một chuyện làm tới làm lui là thành công thôi. Đây, và chúng ta sẽ thấy rằng là đội nhóm của Hạnh thì các anh chị cũng bắt đầu là làm những cái chương trình hội nghị gia đình nhỏ nhỏ như thế này. Ngoài cái hội nghị trung tâm thì cũng sẽ làm ở nhà của mình những cái hội nghị nhỏ nhỏ như vậy. Cũng làm bằng những chiếc nồi Win, hoặc là cũng làm những cái chương trình demo sản phẩm. Đây chị Mai được gọi là thần đèn các anh chị ha, minh họa rất ít, hoặc là đây ly là sáng lên các anh chị ha. Đó, cái dinh dưỡng mà nó mang năng lượng như vậy đó các anh chị. Như vậy chỉ cần sáng lên như thế này thôi là thật sự là khách hàng dùng rất là yên tâm các anh chị. Thì tất cả những cái này chúng ta đều phải học ha. Rồi, hoặc là những cái buổi học tập như thế này. Và hoặc là làm âm quay, thật sự là làm âm quay vui vui vẻ vẻ các anh chị ơi, vừa làm vừa có những cái trải nghiệm, giống như đây Hạnh cùng vợ chồng bạn Tú thì đi thị trường Củ Chi ha, thì mình cũng biết được Củ Chi có những cái gì, và mình đi rất là nhiều nơi ở trên đất nước của mình đúng không ạ. Hoặc là lâu lâu ở Sài Gòn nóng quá ra quận 12 rất là mát ha các anh chị ha. Đó, mình sẽ có những cái trải nghiệm của nhiều cái vùng miền các anh chị, mình được giao lưu tiếp xúc với rất nhiều người, và lâu dần cái người làm ăn quay, không biết các anh chị có cảm giác không, mình trở thành một cái chuyên gia về tâm lý luôn các anh chị ha. Bởi vì công ty trả tiền cho chúng ta không bởi phải là chúng ta bán được nhiều sản phẩm, mà là vì chúng ta cư xử mối quan hệ giữa con người với con người tốt các anh chị. Và chúng ta sẽ thấy rằng thật sự á, trong lòng bạn ước mơ đã đủ lớn chưa? Nếu như mà mình có ước mơ mà mình không hành động á, thì ước mơ vẫn chỉ là mơ ước các anh chị. Mặc dù là nói là bạn cứ ước mơ đi thì nó sẽ thành hiện thực, nhưng mà nếu bạn không hành động thì lấy gì để thành hiện thực đây? Đúng không ạ? Cho nên phải liên tục học tập, liên tục hành động mỗi ngày thì mới ra kết quả các anh chị ha. Và đây thì chúng ta thấy không? Chắc là bình thường anh Bình sẽ không có vào bếp để làm những cái món bánh kẹo như thế này, nhưng thông qua quay các anh chị, anh ấy cũng đi học nồi Win và cũng biết làm bánh kẹo các anh chị ha. Đàn ông là cũng lăn vào bếp luôn, đàn ông là cũng ngồi xuống minh họa demo sản phẩm như anh Thanh luôn ha các anh chị ha. Đó, và chúng ta thấy là chị Mai Y, một cái cô gái mà ngày đầu tiên á giới thiệu cái tên thôi còn run, chứ không phải như em Trúc ngày hôm nay đứng lên và nói thẳng ước mơ của con là đi du lịch đâu, không giới thiệu nổi cái tên, nhưng mà ngày hôm nay đã trở thành một tư vấn viên sắc đẹp của công ty Amway, và bạn lấy những cái kiến thức mà bạn học được á, em chia sẻ lại cho đoàn đội của mình, thì có phải là các anh chị đã thấy rằng là con người chúng ta đã thay đổi đúng không các anh chị, thay đổi để tốt hơn là chỗ đó các anh chị ha. Và giống như trên cái hành trình này vợ chồng Hạnh làm cùng nhau thì đã có rất là nhiều những cái ông bố bỉm sữa như thế này đó. Vợ mà làm thì chồng sẽ chăm con được không ạ? Đó thì em thấy rất là tuyệt vời đây. Và những cái sự nỗ lực của mình thì cũng đem đến những cái kết quả nhất định các anh chị ha. Và đây là cái chuyến mà Hạnh được công ty tưởng thưởng đi chơi cùng với tiếng trên của mình các anh chị, và được chụp hình chung với lại tổng giám đốc. Thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu như mà bình thường á, mình đi làm truyền thống á, mà mình thấy tổng giám đốc của mình có sợ không, có muốn né né đi chỗ khác không, đúng không ạ? Giữa giám đốc và nhân viên gần như nó không có sự gắn kết, nhưng mà đối với Amway thì lại khác. Đó là sự gắn kết tình thân, kết nối giữa trái tim với trái tim các anh chị, và giám đốc cứ đứng ở đây để được chụp hình cùng với nhà phân phối, đã không các anh chị? Đó, cho nên chúng ta nhanh chóng lên và đi tắm bùn cùng nhau trong cùng một hồ các anh chị ha, rất là vui. Đây, và đây là những cái chuyến đi chơi được công ty mời đi, và đây á là một cái chuyến đi du lịch. Vừa rồi các anh chị đi Thái Nguyên đã không các anh chị? Thích không các anh chị? Rất là tuyệt vời đúng không ạ?
Và đây là Thái Nguyên năm 2019, lúc đó thì Hạnh được lãnh đạo Lê Anh Xuân và anh Nguyễn Điệp dẫn hai vợ chồng Hạnh ra Thái Nguyên để gặp một cái người thầy quốc tế, đó chính là thầy Trần Hiểu Bân đó các anh chị. Thì ở cái chuyến đi này á, tụi Hạnh cũng có rất là nhiều những cái trải nghiệm đáng nhớ các anh chị. Hạnh sẽ mở cho chúng ta xem cái clip này nha. Rất là tuyệt vời, đó chính là hành trình khi làm Amway các anh chị. Thật sự là thành công không phải là một cái đích đến, mà thành công chính là cái hành trình chúng ta đang đi, để mà chúng ta có những cái câu chuyện để mà kể lại cho đoàn đội của mình, cho con cháu của mình cùng nghe cái thành công của mình đã trải qua những điều gì các anh chị. Đó là những cái trải nghiệm mà không thể quên được. Và thật sự chuẩn bị tháng 4 tới thì Hạnh và anh Trường đã thực hiện được cái chuyến du thuyền trong mơ rồi các anh chị, 10 ngày 10 đêm trên du thuyền 5 sao Nhật Bản các anh chị ha. Và thật sự nếu như làm truyền thống, Hạnh sẽ không dám bỏ tiền ra để đi du lịch 5 sao như thế này đâu. Nhưng mà tại vì đi với Amway được miễn phí hoàn toàn các anh chị, một người làm có thể là hai người hưởng. Hạnh đi cái này là bằng mã số của anh Trường các anh chị, tuyệt vời không ạ? Hai vợ chồng Hạnh là hai mã số, rất là tuyệt vời các anh chị ha. Và Hạnh cũng rất là háo hức với chuyến đi LS Nhật Bản này. Và Hạnh tin chắc rằng là chúng ta cứ ước mơ đi, chúng ta cứ hành động đi, rồi chúng ta sẽ thực hiện được những cái ước mơ trong cuộc đời của mình các anh chị. Và nhất là những cái anh chị thích đi du lịch đó, thì vào môi trường Amway, nếu mà chúng ta thành công sớm và lên Diamond đó, thì một năm chúng ta đi du lịch 5 sao 2 lần hoàn toàn miễn phí, sống hết cuộc đời là chúng ta sẽ đi hết các nước trên thế giới, có khi là một nước sẽ đi vài lần. Thì có thể không đi thì hoàn tiền lại, thì một chuyến nó cũng vài trăm triệu các anh chị, 300-400 triệu, thì có thể về mời gia đình mình đi chơi thì cũng đã, đúng không các anh chị ha? Sẵn sàng một tháng trời mấy trăm triệu đi chơi một tháng trời là được rồi, được không các anh chị? Nên là nói thành công Amway là thành công toàn diện, và cái cơ hội này các anh chị là dành cho tất cả mọi người các anh chị ha. Bởi vì chúng ta thấy là cá sống thì cũng phải cần có nước, và trái tim mình thì cũng cần có cái ước mơ các anh chị, ước mơ lớn lên các anh chị ha. Chúng ta sẽ thấy rằng là cô Lạc Thị Linh chỉ có 50 xăng thôi, và cô cũng là Imaro của Amway các anh chị, thì tại sao chúng ta có những cái thân hình tốt hơn cô mà chúng ta không làm được? Thì chúng ta hãy tự đặt những câu hỏi đi. Và cô này á, cô bị bệnh lý về xương á, thành thử ra cô đứng ở trời lạnh á, là cô lạnh thấu xương không chịu nổi, và cô không đi xe được, cô chỉ đi xe buýt để đi làm thôi, đi làm Amway thôi các anh chị.
nó cũng vẫn hoàn thành được Imoro các anh chị ha, thì Hạnh thấy là quá ngưỡng mộ. Hoặc là chúng ta sẽ thấy từ những cái người này câm điếc ha, một cái người mà bị bại liệt bẩm sinh, hoặc là những cái người bị mù điếc mà họ vẫn làm ăn quay được, và chúng ta là đầy đủ hết trọn vẹn, không lý do nào mà chúng ta không thành công cùng với Amway. Và các anh chị có tin tưởng là mình thành công với Amway không? Có thì hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để các anh chị. Và thành công đến từ một quyết định, nói gì thì nói mình cũng phải hạ quyết định vượt ra khỏi vùng an toàn các anh chị ha. Vào năm 2019 thì khi được ra chuyến Thái Nguyên thì Hạnh đã gặp được thầy Trần Hiểu Bân bằng rau bằng củ, bằng xương bằng thịt các anh chị. Và để chụp được với thầy tấm hình này với Hạnh là tấm hình triệu đô các anh chị ơi. Vì phải tại vì khi mà thầy bước vào thì dàn vệ sĩ rất là đông, còn hơn là tổng thống nữa các anh chị, thì rất là khó để mà mình tiếp cận được thầy. Và cái lúc này á thì Hạnh phải đứng ở ngoài rất là lâu để Hạnh canh cái cửa, khi mà thầy vừa giảng bài ra, bước ra cửa một cái là Hạnh đến gần thầy và xin chụp với thầy một tấm hình các anh chị không. Các anh chị thấy khi mà Hạnh tới là các anh chị khác cũng là tới 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 liền các anh chị đó. Và khi cầm được bàn tay của thầy, thấy được cái hơi ấm của thầy, truyền cái động lực đó cho Hạnh khi trở lại Hồ Chí Minh, Hạnh với anh Trường tiếp tục chiến đấu với thị trường ở đây. Và sau đó thì người Hạnh đã hoàn thành những cái cột mốc founder platinum các anh chị ha. Và Hạnh đã bảo trợ được anh Trường 17 năm làm trong nhà nước và 2 năm từ chối Amway. Khi Hạnh nói về Amway, anh liên tục từ chối, và có khi là mình phải dùng gọi là mỹ nhân kế đó các anh chị, dùng bằng cách luôn các anh chị ha. Cuối cùng là bảo trợ được một tiếng dưới và cũng có được ông chồng luôn các anh chị. Và giống như các anh chị phải thành công, muốn thành công thì phải đến đại hội thành công các anh chị. Không thể nào thành công mà không tham gia, các anh chị thử đi, bỏ qua một kỳ đại hội thành công là chúng ta mất đi rất là nhiều cơ hội các anh chị, và trạng thái và năng lượng của chúng ta sẽ khác đi. Nên á, chúng ta cố gắng sắp xếp vào ngày 2, ngày 3 tháng 3 năm 2020, năm 2024 tại nhà hàng Hoa Sứ các anh chị ha. Cố gắng sắp xếp 2 ngày để đến đây. Chúng ta phải đến cái môi trường thành công để thấy cái người thành công và nghe cái người thành công họ nói cái gì để mà thành công. Chứ chúng ta đừng nghe Amway qua cái miệng của những cái người ở bên ngoài. Họ chỉ gọi là biết Amway mà họ không hiểu Amway, mà họ còn giết chết cái ước mơ của mình nữa các anh chị. Được không các anh chị? Hãy cho mình một cơ hội với tấm vé 200.000 trải nghiệm và đến đại hội thành công. Ngày hôm nay các anh chị đi á, ở nhà mình cũng phải ăn mà, vậy thì đến đại hội chỉ bỏ tiền ra ăn thôi, còn học tập 2 ngày đó hoàn toàn miễn phí, các anh chị chỉ là trả cái chỗ ngồi của các anh chị. Còn hơn, các anh chị vừa rồi chuyến đi Thái Nguyên cũng bèo bèo cũng 5 triệu đúng không anh? Đó, các anh chị vừa đi Thái Nguyên, nhưng nếu như kỳ sau thầy không tổ chức ở Hồ Chí Minh, thầy tổ chức ở miền Bắc, có phải là kinh phí rất là lớn đúng không các anh chị? Nên hãy trân trọng và hãy dành cái cơ hội để mà mình sắp xếp mọi công việc, bởi vì mấy chục năm qua mình đã làm công việc đó rồi và nó cũng chẳng có gì thay đổi cả. Ngày hôm nay bỏ ra 1 2 ngày để gọi là sao, cái tấm vé này gọi là tấm vé triệu đô các anh chị ơi. Nên là hãy cho mình cơ hội để đến được cái môi trường này, để chúng ta thấy cái bức tranh Amway có thể lớn hơn, bởi vì thông qua cái miệng của Hạnh thì các anh chị sẽ không thể thấy được cái bức tranh toàn cảnh của Amway đâu, bởi vì bản thân Hạnh cũng có những cái trải nghiệm, mình phải đến cái nơi đó thì mình mới hiểu ra được các anh chị. Và đặc biệt vào cái tối ngày 2 tháng 3 có một cái đêm gala dinner, và chúng ta sẽ được trực tiếp dưới sự dẫn dắt của thầy Trần Hữu Bân, người chiếm lĩnh 1/2 thị trường Amway Việt Nam và 1/10 thị trường Amway Trung Quốc, là một người Trung Quốc gốc Do Thái các anh chị ha. Thì dưới sự dẫn dắt của thầy thì cái hệ thống Grado 5A của chúng ta đang dần dần là bội tăng các anh chị, và một trong những cái hệ thống là gọi là phát triển Amway nhất ở tại Việt Nam đó các anh chị ha. Thì chúng ta cảm thấy mình rất là tự hào và rất may mắn ở trong hệ thống Grado 5A không các anh chị? Cho chính mình một tràng pháo tay các anh chị. Vâng. Hy vọng là hẹn gặp tất cả chúng ta tại cái chương trình là đại hội thành công sắp tới. Và các anh chị có cam kết tham dự đầy đủ chương trình đại hội thành công 2 ngày tại nhà hàng Hoa Sứ đó các anh chị, cho Hằng thấy được những cái tràng pháo tay, những cái cánh tay cam kết của các anh chị đó các anh chị. Các anh chị ơi, cho chụp tấm hình cam kết các anh chị ơi. Bạn Sơn chụp tấm hình, bạn Sơn ơi, cam kết có mặt 2 ngày tại đại hội thành công. Cam kết là thành công hết rồi đó.
mặt cam kết đâu. Chị cũng phải viết cam kết nữa em. Tuyệt vời, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe, và Hạnh xin gửi lại mic cho MC Điển Trai.